Thông tin từ bệnh viện Đà Nẵng, khoa lồng ngực của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị trong một trường hợp bệnh nhân bị súng hơi bắn suýt mất mạng. Cụ thể, bệnh nhân là bé gái 11 tuổi đang chơi đùa ở dạng tre sau nhà thì bất ngờ giật mình với tiếng súng hơi bắn, sau đó là cảm giác đau ngực quặn quại kèm khó thở. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng kết hợp với trần đoán hình ảnh đã xác định bé gái đã bị tràn máu tràn khí màng phổi trái gây suy hô hấp cấp tính nguyên nhân từ vết thương thấu ngực do súng hơi bắn trúng hình ảnh cho thấy vết thương của viên đạn đi từ lưng xuyên qua ngực gây thủng phổi trái và dừng lại ở vùng vai ngay sát động mạch dưới đòn trái một trong những động mạch lớn của cơ thể ngay lập tức bệnh nhi đã được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Dương Chí Lực, người tham gia trực tiếp trong ekip phẫu thuật cho biết, việc lấy viên đạn ra khỏi cơ thể cũng là một thách thức đối với các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, bởi lẽ viên đạn nhỏ 5 mm nằm ở sâu trong cơ thể, nằm ngay phần trên của thành ngực, sát dưới động mạch dưới đòn trái, nơi có hệ cơ bám chắc, xương che phủ, mạch máu phong phú, đặc biệt là có đám rối thần kinh cánh tay, đó là chưa kể đến vấn đề thẩm mỹ cho bé. Tuy nhiên, các bác sĩ đã siêu âm định vị chính xác vị trí viên đạn, sau đó chọc một kim nhỏ và dài chạm vào viên đạn, từ đó rạch đường mổ nhỏ lần theo thân kim để tiếp cận viên đạn. Sau 30 phút, viên đạn đã được lấy ra không hề làm tổn thương các thành phần xung quanh. Đường đi của viên đạn có xuyên qua ngực trái, rất may là cháu bé bị đảo ngược phủ tạng, tim trách sang bên phải, vì thế mới né được qua động máy chủ. Đây là trường hợp may mắn rất hi hữu, hiếm gặp, nếu không thì gần như là không cứu sống được. Hiện sau 7 ngày phẫu thuật và điều trị, sức khỏe của chó bé đã ổn định, vết thương ngoài da đã lành và sức khỏe của bé đã hồi phục gần như là bình thường.